Ok, bắt đầu luôn nha. Thế là đầu tiên là mình vẫn thì mình sẽ làm lần lượt từ trên xuống luôn này. Có cần phải giải thích cái số liệu đầu vào này không? Cái đại khái là mình sẽ lấy bê tông dầm à, bản mặt cầu là C30 này, dầm chủ là C70 này, cáp là mình sẽ lấy theo tiêu chuẩn này. Cái này mình lấy theo thôi. Cái này là lúc khai báo cáp này. Cái này lúc khai báo cáp này. Tính trọng lượng mặt mặt cầu này, với lại cái này là lúc khai báo lực căng cáp này. Đấy, tí nữa mình sẽ giải thích chỗ nào sẽ hả. Cái lan can mà tính cái diện tích của nó bao nhiêu? Cái lan can này mình lấy theo mẹ bọn này này, mình lấy 0,3 KPI này, mình đổi mẹ sang hệ SI đó, mình lấy được được từng này. Chắc là nó khoảng tầm 4 chấm thôi, không không vấn đề gì, kệ nó, không ảnh hưởng nhiều, mình thống nhất số liệu là được. Ok, bắt đầu khai báo vật liệu. Cái này thì nhanh thôi. Dầm chủ này, các bạn có làm luôn không? Mưa ngoài thành đây. Trời mưa rồi. Ui mưa ta chưa? Ở rằng nó phải mưng mà đấy mà lại nóng vậy. Ôi mưa. Một câu đấy. Hả? Bạn một câu lấy không? Dầm ngang. Dầm ngang lấy bằng dầm chủ. Cũng density bằng 0 luôn. Bạn một câu sao á? Bạn đợi tí à, trời mưa to quá. Bên nhà bạn mưa chưa? Các dự ứng lực cái này là 195.000.000 0.3 này. Đây là 78.5 đúng không? Thép là 78.5 đúng không nhỉ? Khai báo xong vật liệu nhá, đến bây giờ đến khai báo co ngót này, các bạn có khai báo co ngót bê tông không? Không làm à? Mình cái này là này, làm co ngót bê tông thì mình sẽ vào cũng vào thẻ property này, bên bên của Toàn là cũng vào property, xong chọn chọn cái chỗ time dependent material này này, vào grip sinker sinh này. Đấy. Cái này mình chỉ khai báo con ngót cho dầm chủ thôi, còn mấy cái bản mặt cầu mình không khai báo, mình không biết tại sao, nhưng mình nghĩ là nó không ảnh hưởng nhiều. Cái này là cường độ bê tông sau khi 28 ngày này là 70 70.000 MPa à, 70 MPa này. Cái phía dưới là cái độ ẩm. Ở Việt Nam thì thường là lấy 80%. Cái dưới nữa là cái National Site Member này, không biết là cái gì, nhưng mà đại khái nó tính bằng hai lần diện tích của mặt cắt chia cho chu vi. Cái này thì tính được nhưng mà nó không ảnh hưởng đến kết quả tính, cho nên là mình cứ để một thôi. Cái type of xi măng này là tức là loại xi măng, loại dưới này là đông cứng chậm này, loại này là bình thường này, loại rapid này là đông cứng nhanh này, mình chọn lại bình thường thôi.
Cái này là S concrete to begin sinker, tức là cái ngày mà bắt đầu tính con ngót, tức là ngày nó đạt cường độ thì mình tính từ ngày thứ 3. Sau result này, là nó vẽ ra một cái biểu đồ để biết cái cường độ. Đây 10.000 ngày là đây này, 10.000 ngày là nó tắt này, 10.000 ngày đây là nó tắt con ngót. Nhìn thấy kiểu biểu đồ nó bằng nằm ngang không, đấy là nó bắt đầu tắt con ngót. Cho nên là ý nghĩa của cái step 3 và 10.000 nữa là đây đấy, chính là nó. Ok này, xong đấy là sau khi gán con ngót theo thời gian mình tiếp tục gán. Các bạn có thể xem trong trong này mình có giải thích đây, gán cường độ thay đổi theo thời gian, cường độ bê tông thay đổi theo thời gian thì mình cũng gán với dòng chủ thôi. Cốt là dùng set fit 90, cái này cường độ là 70.000 này. Đây cũng là loại xi măng mình chọn giống lúc nãy normal đấy, nó redraw cái là biết cái cường độ này. Thì lúc này là 3 ngày, ví dụ 3 ngày thì nó đạt khoảng bao nhiêu đây? 41.000 thì nó đạt khoảng hơn 30% à. Hơn 50%. 7 ngày thì nó đạt khoảng đây là 49.000 à. À không phải, đây. 7 ngày là 54.000 là khoảng 80% rồi. Thế là ok rồi. Rồi ok. Thế là xong khai báo. Thay đổi con ngót từ biến này, khai báo thay đổi cường độ theo thời gian này, cuối cùng là gán. Đã khai báo cho nó thì mình phải gán, nguyên tắc là như vậy, đã khai báo là phải gán. Add vào material link này, tức là đấy, chọn dòng chủ này, vật liệu chọn con ngót là dòng chủ này, chọn cường độ thay đổi cũng là dòng chủ này, chọn vật liệu dòng chủ này, add phát, ok, thế là được. Xong khi mà đã gán thuộc tính thay đổi theo thời gian, bây giờ bắt đầu là làm cái tiết diện đấy. Các bạn biết làm cái này rồi đúng không? Section property calculator này. Cái này mình làm lại cho nó nói luôn. Import này. Hưng nói nhỏ sao không nghe gì nhỉ? Có nghe. Vừa nghe nói nhỏ nhỏ. Đây import xong đấy là mình vẽ lại rồi này, làm lại luôn từ đầu luôn này, làm lại luôn cái mặt cắt khác. Chọn model này, section này, ở đâu material trước chứ, tạo cái material cho nó. Cái này không khai báo vật liệu thì nó sẽ không cho gán vật liệu, không cho gán mặt cắt composite đâu. 19497047625 apply này, bàn mặt cầu này, cái này 29940 à, hay là 29440 000 24, ok này, lâu này. Bây giờ vào model này, section này, composite này, general này, cái này là đặt tên của cái section này, mình đặt u composite. Dầm u lên hợp. Lên hợp. Đấy là nó hỏi là bao nhiêu part, cái này bao nhiêu part, nó mặc định là 3 nhưng mà mình chỉ cần 2 part thôi. Part là cái dầm u với lại cái bảng. Đấy. Apply. Đấy nó bảo là đã định nghĩa xong rồi. Đã định nghĩa là 2 part này. Bây giờ mình vào mình gắn part. Cũng vào đấy, composite section, add part. Đấy. Bạn name đầu tiên là dầm u đúng không, dầm chủ, chọn vật liệu dầm chủ này, chọn part 1 này. Đấy, có hai part này, mình bảo hẳn nó hai part là nó cho hai part này, chọn màu để mà gán cho nó khác biệt. Đây, chọn biên, apply, ok. Tiếp theo là sang part 2, bàn mặt cầu. Mặt cầu đây là cũng bàn mặt cầu, chọn màu, chọn biên, apply cái, ok. Đây là xong hai part rồi. Bây giờ là nó mình tính toán, tính cái đặc trưng hình học cho nó. Đây thì mình nói rồi, đây là nó làm theo chia theo phần từ hữu hạn, xong rồi nó tính mặt cắt thôi. Apply, chọn xong thì apply cái. Đây
Property composite section are calculated. Rồi, thế là tính toàn xong, bây giờ import nó ra thôi. Composite này, import này. Mình dầm U liên hợp. Ủa, nhiều cái thế này cơ. Ok này. Liên hợp V1 đi. Nhiều quá. Sau khi lưu xong nhưng mà phải quét chọn xong apply cái nó mới lưu. Đấy. Cái này thì bây giờ có thể lưu lại để sau dùng hoặc là thôi, thích không thích lưu thôi, tắt đi cũng được. Bây giờ mình lưu cái dạng SEC là cái dạng import được vào rồi. Bây giờ bắt đầu định nghĩa mặt cắt. À đâu? Chỗ này. Bấm nhầm. Đây, property này, section property này. Add này. Chọn composite này, chọn general này, import này, import là đâu nhỉ, lúc nãy mình để đâu nhỉ, ốp, để mẹ rồi, đâu nhỉ, lúc nãy lưu rồi mà hình như là nó chưa lưu. Đấy. Hôm nay mình cũng tạo thành một cái này rồi, thôi không quan trọng. Tương tự thôi. Import này. À đây, vừa. Đây này. Open này. Nó bảo sẽ select, cái này không quan trọng. Đấy, import rồi. Bây giờ đây path là có hai path này. Path 1 là bạn thấy này, diện tích nó khác này. Path 2 là diện tích nó khác này. Đấy. Calculated tính lại rồi. Part 2 này à. Part 1 là cả cái dầm chữ U, part 2 là bản mặt cầu này, total là cả hai cái sau khi liên hợp này. Đấy, đặt tên dầm U liên hợp này. Đây nó hỏi là before composite section, tức là trước khi mà tạo thành mặt cắt liên hợp thì là part bao nhiêu? Tức là part 1 thôi. Đây thì có một part 1, cái part 2 thì nó chắc chắn nó chọn part 1. Ok. Để tạo xong một cái mặt cắt dầm rồi. Ê, phải tạo mặt cắt dầm ngang nữa. Tạo cắt dầm ngang. Dầm ngang này lúc nãy đã nói rồi thì nó có tác dụng là như là một cái bản mặt cầu ấy. Nhưng mà nó không có trọng lượng, nó có tác dụng như bản mặt cầu để nó phân phối lực thành một cái hệ mạng dầm. Đó là chiều cao nó là bằng chiều cao bản mặt cầu. Mà khoảng cách B nó thì tùy vào mình chia. Ví dụ mình chia thành 10 khoảng mà mỗi khoảng 4m1 thì nó sẽ x chút ra hai bên 2m05 đúng không? 05 đúng không? Đấy. Vậy là ok. Bây giờ ok này. Xong. Đây là định nghĩa xong mặt cắt rồi này. Rồi khai báo mặt cắt liên hợp này. Mô hình phần tử kết cấu. Bây giờ mô hình phần tử kết cấu thì tạo nút thôi. Nút thì nhấn tồi phím nhanh là Ctrl+Alt+F1 hoặc là vào Proti gì đấy, nói chung là có nhiều cách. Vị trí của nút là 000 này. Đây mình làm nhanh bằng cách đây là mình tạo một cái dãy nút theo phương đứng, theo phương y. Đây. Tăng lên 2 nút này. Lại này, đấy. Tạo một dãy nút, bây giờ mình extrude một dãy nút này ra làm thành một dãy dầm. Element này, chọn extrude này. Chọn dầm chủ này. Một dầm U liên hợp này. Bây giờ cứ để theo equal distance này thôi, mình không quan trọng. Cái unequal distance này thì mình thấy là bọn trong này nó ít dùng. Bọn bên Midas này nó lại không dùng cái unequal này, mình thấy người Việt Nam hay dùng. Bọn đấy nó lại không dùng, nó chơi toàn cái này. Nó copy theo phương x một loạt. Ví dụ mình copy theo mấy đoạn, mình copy thành 10 đoạn, mỗi đoạn 4.1m. Đấy. Chọn vắt. Apply. Rồi. Không, chưa ra nhỉ. Sao thế nhỉ? Đây. Cái này là 4.1 này.
line này. Rồi, đấy. Nó tạo rất là nhanh. Tạo nhanh hơn mình nhiều. Đấy, bây giờ vẽ dầm ngang thôi. Bây giờ là element này, tạo element. Grid element này. Một là mình grid, mình click. Hai là mình làm này mình cũng extrude tiếp. Đấy. Mình cũng extrude nhưng mình chọn cái này là dầm ngang. Dầm ngang, mặt cắt dầm ngang. Đấy. Đây là mình extrude theo phương phương x, à phương y. Đúng không? Đấy, phương y, mình chọn một dãy dưới này này. Phương y mỗi khoảng đấy là 2.7 m. Là khoảng cách giữa các dầm luôn đúng không? Mình chọn hai cái. Chọn một loạt cái nút dưới này. Rồi, bây giờ apply cái này. Ôi, sorry. À, phương y, nhầm, viết nhầm chỗ. 2.7. Select, đấy, apply cái. Rồi, đây xong. Nhưng mà bây giờ mình vẫn muốn vẽ thêm một cái đoạn, thêm một đoạn dài ra bằng bảng mặt cầu nữa. Là ở đây là 2.7 là 1.35 nhỉ, là còn 1.35 đúng không nhỉ? Là mình muốn vẽ bằng cái bản mặt cầu luôn. Mình tiếp tục extrude nó ra. Extrude nó ra theo phương y một khoảng là 1.35. Đúng nhỉ? Là một number of time là 1 này. Apply. Rồi đấy. Tiếp tục ở phía dưới này là -1.35. Cho một loạt nút phía dưới này. Like cả. Ok. Thế là bây giờ đúng rồi đấy. Sau khi mà mình khai báo được cái loạt dầm chủ, dầm biên, dầm ngang rồi. Cái này mà render lên thì nó xấu. Đấy. Nhìn nó thừa ra hai bên không, nhưng mà nó lại đúng với bản mặt cầu. Thiếu à 2.05 mét mốt thiếu rồi. Sao lại thiếu nhỉ? Vậy mặt cắt lúc nãy mình khai báo thiếu à? Điền xuống 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 là 41 mét này. Mình đang đây mình đang thấy cái dầm ngang này nó bị chiếu mất một đoạn này. Xem lại cái section này. Không có nghĩa là giữa cái dầm ngang này là để cho nó sát nhau ấy. Modify cả. 2.05. À. Cái này là phải 4.1 đúng không? Đúng không? Đấy. Đấy mới đúng này. Đúng không? Nó phải sát nhau này này. Nhưng mà mình nghĩ là nó không ảnh hưởng. À, chắc là không biết được nhỉ. Được rồi, cứ vẽ đúng giống như bản mặt cầu đi. Tiếp theo là sau khi mà gán xong thì mình khai báo điều kiện biên. Trong này thì mình là làm ơi. Sửa tí mới. Mình chụp lại sửa tí mới. Mình viết hết trong này rồi, bây giờ chỉ sửa lại bằng ấy thôi. Chụp lại thôi. Sửa hình thôi. Bây giờ mình thường là mình hay làm này, mình đánh số lại. Số thứ tự đã. Đánh số lại sau này mình dễ làm việc với nó hơn. Đánh số dầm với lại dầm dọc thôi, mình hay đánh số lại dầm dọc thôi. Với lại nút dọc. Element này, renumbering này. Đánh số theo kiểu mà đánh số phòng của nhà ấy. Đây là x này, apply này. Đấy, 100, 101, 102 đến 110 này. Tức là dầm số 1, nút số 0. Đấy. Dầm đây là bắt đầu từ 200. Đấy,
line tương tự với dầm 3. Dầm ngang thì mình đánh lại cũng được, không đánh cũng được, không quan trọng lắm. Line đây, ok. Bây giờ tiếp theo là tạo điều kiện biên. Trước khi tạo điều kiện biên thì mình tạo một cái group điều kiện biên đã. Mình gọi là điều kiện biên đi, không thì gối cũng được. Add boundary này, spot này, spot này, gối đây là gối cố định thì tích hết này. Nút ở đây là gối cố định là tích hết, apply cái. Nút này với lại nút này thì cho nó dịch chuyển theo phương y. Đấy, theo phương ngang cầu. Nút này thì cho nó di chuyển theo phương dọc cầu và phương ngang cầu. Đấy, apply. Còn nút này thì cho nó di chuyển theo phương dọc cầu thôi, không cho nó di chuyển theo phương ngang cầu. Là DI bằng 0. Đấy, ok. Thế là xong điều kiện biên. Nhưng mà bây giờ mình lại gắn ném cái này sang bên này. Select, select mấy cái nút này đã. Ném nó sang. Còn nó chọn, nó hỏi là gắn những cái gì để cho cái này thì mình chỉ chọn support thôi. Rồi, ok. Tiếp theo là sau khi gắn gối thì và được và group gối lại rồi thì mình sẽ chuyển sang đấy là khai báo tải trọng. Tải trọng thì bao giờ là công việc là đây là mình khai báo nhóm tải trọng này. Tại vì sao là khai báo nhóm thì nó là phải khai báo nhóm để sau này khi mình phân tích giai đoạn thi công thì mình sẽ phân tích trong nhóm chứ mình không phân tích riêng lẻ. Ok này. Sau này mình khai báo giai đoạn thi công thì mình sẽ khai báo theo nhóm chứ mình không khai báo riêng lẻ, mà nó cũng không cho khai báo riêng lẻ. Đấy, đầu tiên là mình khai báo nhóm tải trọng này, tính tải này, tính tải trọng ứng suất nén trước này, hoạt tải này, tải trọng đầu tiên là tính tải thì load này, static này, trong thẻ load tải chọn static này, static load cây này. Giai đoạn 1 thì có dầm chủ. Hả? Đấy, mình khai báo theo dạng thi công thì cái này chọn là construction state load này. Đấy, nên nó khác như thế. Đấy, nó khác với lại bọn bên bình thường bên kia mình làm. Bản mặt cầu cũng là construction state. Đấy, tiếp theo lan can cũng thế. Lớp phủ. Lực căng cáp. Lực căng. Đáp. Ok, lâu này. Cái này là giống kiểu mà sao nhỉ? Lực căng cáp này mình đọc trong này thì mình không hiểu lắm, nhưng mà mình nghĩ là cái này, mình nghĩ là nó tức là nó tạo cái lực mà căng trước ấy. Thì nó vồng lên, nó lại chống lại cái bọn kia. Nó cũng là một phần của giai đoạn thi công. Mình chả nói chung là cái này mình không hiểu lắm. đi làm theo thành ra nhiều khi không hiểu lắm. Thôi tạm thời chấp nhận thế đã. Khai báo nhóm tải trọng xong này. À đây là mình khai báo tính tải rồi này. Bây giờ mình khai báo nhóm tải trọng. Nhóm tải trọng thì tương ứng với lại cái bọn tính tải lúc nãy thôi. Nhưng mà ở đây load này mình chọn một cái new này, chọn dầm chủ giống như lúc này, bản mặt cầu giống như lúc này, chọn một cái lan can như lúc này, lớp phủ, lớp căng cáp. Lâu lắm. Tiếp theo đấy là sau khi định nghĩa mình với cái group này mình tạo ra nhưng mà chưa có cái gì trong này đâu, như giống như một cái thùng để mà chứa ấy. Nó là cái thùng, mình phải bỏ cái gì đó trong này thì nó mới có được cái để mà chứa, chứ còn bình thường mình tạo nó ra thì nó vẫn đang là trống rỗng, mình click vào nó không chọn có ra cái gì cả, tí nữa mình gán thì nó mới ra.
xong là mình tạo nhóm xong rồi, tạo ấy xong rồi. Bây giờ là gán tải trọng. Từ bước gán tải trọng này. Tắt cái nút này đi. Bây giờ gán tải trọng cũng là static này, cho element này. Gán tải trọng thì mình chỉ gán cho bàn mặt cầu này. Bàn mặt cầu này. Rồi đây này, đây là mình gán group này, group name đây này. Đây là tức là đây là cái con cá, đây là cái giỏ. Đấy. À. Đấy, bây giờ thả nó vào. Đấy, lúc nãy là mình tính được 12.96, âm 12.96 đúng không? Đấy. Thay vì mình click chọn, cũng như là mình click chọn từng cái dầm này, mình bây giờ mình làm thế này. 100 tu. Tu 309. 309. Đấy, mình chọn ở đâu? Đây là mình chọn nút rồi. Đây là mình chọn nút rồi. Mình chọn phần tử cơ. 100 đúng không? Tu 309. Đấy, làm nhanh chưa? Đấy là tác dụng của việc đánh số. đánh lại từ đầu này. Vừa đẹp luôn này. Đấy, bây giờ mình apply cái là nó lên. Đó. Đấy. Tiếp tục là mình gán thêm cái thằng gọi là cái lan can. Lan can thì mình cũng thế, mình chọn previous này cho nhanh. Đấy, lan can lúc nãy tính bao nhiêu nhỉ, âm mấy đấy, tải tính tải này, lan can là 2.92 đây, còn lớp phủ là 4.42, 2.92 âm 2.92, apply cả. Đấy, lớp phủ tương tự, đây này chọn lại cái giỏ khác, con cá khác, cho nó vào. Đấy, âm 4.2. Apply cái. Ok. Thế là xong. Thế là ba cái giỏ này có cá rồi. Đấy. Ê, click chọn là nó đỏ đúng không? Còn cái này vẫn chưa có này, cái này cũng chưa có này. Bây giờ mình khai báo cái này. Lên lượt cái này là Sellway. Lan can mình quy đổi sang ấy rồi. Sang tải trọng phân bố rồi đây. Lan can là mình lấy hai cái lan can nhân cho trọng lượng của nó và chia cho 3 dầm. Đó. Đây là mình xong mình mình lấy hai cái lan can nhân cho trọng lượng của nó chia cho 3 dầm, tức là tất cả cái dầm này đều chịu như nhau. Mình giả thiết tất cả cái dầm đều chịu như nhau. Đúng không? Là phân bố đều lên tất cả các dầm. Cũng như kiểu mà cái lớp phủ ấy, mình lấy diện tích thể tích nhân cho trọng lượng riêng rồi chia cho 3 dầm. Đấy, thế là phân bố đều thôi. Đúng không? Rồi, ok. Thế thì tiếp theo đấy là mình cái đâu nhỉ? Tải trọng, nhóm tải trọng, sau đó trường hợp tải trọng tĩnh như này. Rồi này. Bây giờ đến lượt cái thằng dầm chủ. Gắn tải trọng. Không phải cái này. Cái này sao đây nhỉ? Sao lại có cái này nhỉ? Không phải. Đợi tí nhá. Load section element sellway này. Khai báo dầm chủ này. Sellway này. Khai dầm chủ sử dụng sellway này. Sellway đây chọn dầm chủ này. Load group là dầm chủ này. Đấy, theo phương z trừ 1 này, add một phát. Cái này thì nó lại không có hiện thị lên, mà nó cũng không click chọn, nó cũng không ra. Cái này nó tự hiểu thế. Nó không giống như cầu hàng mấy cái kia. Xong đây là khai báo xong dòng chủ này. Và bây giờ tiếp tục là khai báo lực căng cáp này. Ui, cái này hơi dài đấy. Sẽ là một cái ngày dài. Hoa mắt. Rồi bây giờ mình sẽ định nghĩa nó thành 6 bó cáp đúng không? 6 bó cáp. Đó đây. 6 bó cáp với lại hành trình cáp như này. Tọa độ cáp đây, mình chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ khai báo cáp là vào temporary này, đây. Tendon property này,
À trước khi ấy thì mình phải tạo một cái group group các cái tenant này đã. Mình biết trong này là có 6 podcast đúng không? Thì mình sẽ tạo 6 cái tên, 6 cái group. 6 cái group. Đây group 1 là bó 1 bên trái. Bó 3, à bó 2, bó 3, bó 4, bó 5, bó 6 là 6 cái group này. À đâu? Đúng, à không, không phải 6 group là không phải là 6 bó này đâu. 6 group là tương ứng với lại là một cái dầm. Gì nhỉ? Đây đây đây. Một cái dầm chủ này thì có một cái loại cáp xiên này, hai loại cáp xiên này, một loại cáp thẳng này. Là 3 group rồi này. Mà có mình có 3 dầm là 3 cộng 3 là 6. Đấy, thế mới đúng. Trong này mình có giải thích này, nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn đọc lại này. Đâu nhỉ? Trên này, trên này. Mình nói chung là mình có giải thích rồi, các bạn có thể đọc lại xem để hiểu rõ hơn. Tạo group này. À, cáp xiên. Viết tắt đi cho nó đẹp. Dầm cách một cái, 1 to 3. Cách là có tác dụng để sau này mình viết ra mình add vào đấy, nó có dấu cách nhìn nó đẹp, nó dễ hiểu. Cáp thẳng. Dầm cách một cái, 1 to 3 luôn, add phát. Ok. Đấy, đây là cũng là mấy cái giỏ, 6 cái giỏ nhưng mà chưa có cá. Tiếp theo là mình bây giờ mình khai báo cáp, khai báo hành trình cáp. Tenant property này, à, trước tiên là khai báo cáp chứ. Khai báo cáp này là bây giờ không nhớ tên, mình khai báo xem lại. Nhóm cáp xiên 1 này, nhóm cáp xiên 2 này, nhóm cáp thẳng này. Đấy. Nhóm cáp xiên 1 thì chọn là post tension này, tức là căng sau. Pre tension là căng trước. Đấy. Cái nếu mà chọn post tension này thì dưới này nó phải có cái hệ số này, gọi là hệ số ma sát này. À đây, hệ số ma sát với lại bê tông. Còn cái này nếu mà chọn pre tension là nó auto, nó tự chọn rồi. Post tension nếu mà bình thường vào ấy, bình thường vào này là nó có sẵn này, đây 0.0.0.3 với lại 0.066 này, lấy luôn con số này. Nếu mà nó lỡ mất đi thì các bạn có thể lấy luôn con số này. Nhưng mình ở đây là pretension, mình chọn cáp dựng lực. À, bây giờ là chọn 15 này. Cáp xiên loại 1 thì nó chỉ có một đấy thôi, một sợi thôi. Đây là hỏi là số sợi, đây một sợi thôi. À. Đây mình đặt lại tên nhóm cáp xiên 1. Đây tất cả các con số là nó có sẵn. Đây này, cái này là làm cái này là 1860 gì đấy. 1860 gì đấy. Lúc nãy mà mình bảo đây này này. Vật liệu này. Cái này này, chính là cái này với lại cái này. Nhưng mà có thể mình không cần, mình có thể theo cái này cũng được, mặc định nó cũng được, không sao hết. Không ảnh hưởng nhiều. Ok, tạo được một nhóm này. Nhóm cáp xiên 2 này. Cáp xiên 2 cũng free tension này. Nhóm này thì cũng là cáp dưỡng lực này. Nó có 12 sợi. 12 sợi mà 15.2mm. Ok này. Cái này strand diameter này là cái ống gen. Cái này, cái bọn đấy nó bảo là ống gen. Nhưng nó tự tính. Mình có thể, ở đây. À đây diện tích cáp này, đây là ống gen. Thôi không quan trọng, cái này kệ nó cho tự tính được. Cái này là relation confusion này, tự hình như là mất mát ứng suất theo tiêu chuẩn nào ấy. Thôi cứ chọn mặc định, không sao. Mình không hiểu thì thôi cứ chọn mặc định. Nhóm cáp thẳng này. À đấy. Cũng retention này. Cũng mặt cắt dưỡng lực này. Nhóm này thì có 24 sợi. Cũng để nguyên thế. Ok. Đây là xong nhóm cáp này. Tiếp theo là tension profile này. Cái này mới lâu dài này. Mình đặt tên cái tendon name này theo kiểu đó là một cáp xiên đâu rồi? Một này. Một đó. Một này. Cáp xiên trái. Một có nghĩa là đây, mình có giải thích trong này luôn.
đâu nhỉ, khai báo các hiệu lực này, đây. Tên của nó một tức là dầm số 1, cáp xiên là loại nhóm cáp xiên, là nhóm cáp xiên này, là lúc nãy mình vừa khai báo nhóm cáp xiên này. Phải là phía bên phải này, hai là nhóm cáp xiên số 2, nhóm cáp xiên số 2. Cái này nói chung là tùy mỗi người đặt tên thôi, mình đặt tên cho có quy tắc này để sau mình tiếp tục mình làm những cái phần sau cho nó dễ. Đây, dầm 1 này, mình chọn cáp xiên dầm 1. Nhóm cáp xiên, mình đang là cáp xiên đúng không? Mình chọn nhóm cáp xiên 1, nhóm cáp xiên 1 luôn này. Đấy. Ở ra element này là mình chọn mình đang làm dầm 1 thì mình làm 100 tu 109. Đúng không ạ? Đấy, nó chọn luôn này, đỏ luôn này. Đây là ý nghĩa của cái việc mà đặt lại số là như thế. Nó đánh nó nhanh. Đây, tiếp theo là mình khai báo 3D này. Cái hành trình cáp là strain tức là thẳng này. QV là cong này, element là cái gì đấy. Cái này bằng tọa độ cáp này. Mình đang khai báo cáp xiên bên trái. Đây là ví dụ như kiểu đây là một cái biên thì bên này là bên trái, bên này bên phải. Mà đang là cáp xiên loại 1 tức là bó số 4. Số 4 đây, hành trình của nó đây. Copy vào, ném vào rồi. Đấy đâu. Sorry. Đấy. Đấy nó ra hành trình cáp luôn này. Về tích vào đây, tức là chỗ này là tôi bẻ cong ở chỗ này. Thì muốn nói là tôi sẽ bẻ cong cái cáp tôi ở chỗ này. Chỗ này và chỗ này. Không biết làm cái gì này. Chắc là không sao đâu. Chỗ này là vị trí để mình đặt cáp. Vị trí để mình đặt cáp thì mình bật render lên thì mình mới thấy được cái vị trí này. Tắt cái nút này đi. Xem theo hướng này. Đây, xem theo hướng này. Cái này thì mình đặt mò. Đó là mình đặt mò xong thì mình tính dần đúng. Lại cái. Đây, không đúng này. Hả? Đúng rồi, cái này tính được tọa độ, cái này tính được tọa độ. Nhưng mà mình nhắc tính mình đặt mẹ mò. Các xem bên trái đúng không? Bên này là bên trái của dầm rồi đúng không? Đây, đang làm bó số 4, mình làm đúng dần. 0.1 0.1. Hả? Bẻ cong đầu dầm fit này á? À không phải là bẻ cong đầu dầm mà là nó muốn ám chỉ là tôi có bốn cái tọa độ này. Tôi nó muốn ám chỉ là đây. Tọa độ thứ nhất là nó nằm đây, thứ hai là nó nằm đây, ba là nó nằm đây, bốn nằm đây. Thì mình muốn nói là số 3 và số 4 là cái vị trí mà tôi uốn cáp. Hiểu không? Thì là cái dấu fit này là có ý nghĩa như vậy. À. Mình đặt lại cái vị trí cái cáp này sẵn nhá. Đây là chắc đúng rồi này. Cũng không đúng lắm. Nhìn này chắc không đúng lắm. Mình tính mỗi lần nó mỗi khác cho nên là thôi, chấp nhận cái tương đối thế này cũng được nhá. Cho nó nhanh. Apply phát là được một nhóm rồi này. Làm khai báo luôn cáp xiên loại 2. Thì chọn nhóm cáp xiên loại 2 cũng là dầm này. Hành trình cáp thì đây cáp xiên loại 2 là loại bó số 3. Copy. Dán vào. Cái bọn này. Add lại cho nó nhìn nó đẹp. 1 cáp xiên trái 2 dầm 1 nhóm 2 100 tu 109 3D này. Paste phát đây. Fit chỗ này chọn strain
chỗ này là 0.0.0.181 là đây, một cáp thứ hai của mình nằm đây, nhìn nhìn nó không đúng lắm đúng không, không biết nó có đúng hả. Thôi thế à, nhìn nhìn nó kiểu không đúng lắm, thôi mình cũng có quà mẹ cho nó nhanh. Thôi là tiếp tục là khai báo nhóm cáp thẳng đấy, cáp thẳng là bó số 1. Đấy, cáp bây giờ chuyển thành tên là cáp thẳng. Cáp thẳng thì không không có số 1, số 2 mà chỉ có bên trái bên phải thôi. Để làm bên trái trước. Cáp xiên dầm 1, nhóm là game cáp thẳng. Tọa độ copy vào. Copy này. Đấy. Đây bây giờ thẳng này. Cũng là đặt vị trí này. Apply cái. Đây nó nằm đây. Chỗ này hơi thấp. Hơi thấp so với thực tế. Có cách nào mà tính lại được cái này không nhỉ? Cách nào mà tính lại được cái hả? Thực ra là mỗi lần mình gán thì nó lại khác nhau. Cái tọa độ của điểm bắt đầu này, profile insert point này là nó lại khác nhau. Mặc dù là mình đặt vị trí các thứ là như nhau, nhưng mỗi lần gán nó lại khác nhau. Chả hiểu tại sao. Dù là mình đặt đúng rồi. Bởi vì cái ví dụ mình đặt 1.81 đấy là cái dầm cũ của mình. Mà đây là mình dầm mới, mặt cắt mới rồi. Hiểu không? Mình vừa thay đổi thì chỗ này nó phải là cái lúc trước mình đặt cái chỗ này nó là cao 0.1 hay sao ấy. Không biết đang nhớ là nó cao bao nhiêu. Cái chỗ gắn cáp này mất thời gian quá anh em ạ. Nó mất thời gian, đòi hỏi tính kiên nhẫn cực kỳ cao. Thì mình gắn lại cái này vẫn nhé. Chỗ này không nhớ là hồi trước mình để bao nhiêu nữa. Bây giờ bật AutoCAD lên thì lại ấy quá. Hay là tạm thời bỏ qua cái này cái. Hả? Căng cáp biết rồi đúng không? Thế thôi bỏ qua đi, mất thời gian, cái này hơi mất thời gian quá. Đây. Xong rồi xong căng cáp xong thì mình phải nhớ là phải gán phải gán lực căng. Gán lực căng đây. Cũng làm theo bước này. Bây giờ là khai báo hoạt tải. Khai báo hoạt tải thì cũng chọn ở đây moving load này. Chọn tiêu chuẩn là ASTO là LAFD này. Tan lai làn này. Làn mình có hai làn. Cái làn này thì thống nhất là anh em thống nhất là cái độ lệch tâm bao nhiêu? Mình vẫn quan điểm của mình là tính theo cái này, tức là tính giữa tâm làn. Cái trọng tâm làn ấy. Cái độ lệch tâm ấy. Lệch tâm nó tính như này này, tức là tính từ trọng tâm của dầm đến trọng tâm của làn, đấy làn 1 thì nó tính đến trọng tâm. Mình quan điểm mình là vẫn như thế này. Ok. Thế mình cứ làm theo như này thì cái độ lệch tâm của mình ở đây là -0.85. Cái trước khi mà không biết là đây là cái chỗ này là cross beam, tức là vehicle load distribution, tức là phân phối cái lực của xe này nó như nào thì thông qua cái gì, thì đây là mình chọn cross beam này, tức là cái dầm ngang này. Ôi, chưa tạo được group dầm ngang. Sorry anh em. Tạo group trước đã. Chắc Turo này mình phải tạo một cái
group dầm ngang với lại dầm ngang với lại tất cả. Dầm ngang thì mình sẽ chọn như này, chọn dầm ngang này, kéo sang phát ném vào này, đấy là được rồi này, được dầm ngang này. Tất cả thì mình sẽ chọn tất cả cái này, ném sang phát được tất cả. Ok, traffic này, ad này, lần một này, cái này energy này là mình 0.85 à, âm 0.85 âm 0.825 825 nhỉ, đúng không? Nhưng mà cái well spacing này là nó theo tiêu chuẩn là nó lấy được hơn 1.8 cơ. Với lại lan width này tức là bề rộng của làn này nó lấy được có 3 mét, trong khi bề rộng cầu của mình là tầm 3.75 7.5 là phải 3.75 mà, đúng không? Là cái này là nó lệch này, cho nên nó cho nó thấy nó lệch này, lệch kết quả tính này. À mà cũng không quan trọng lắm, mình khai báo làn thì hệ số làn nó không ảnh hưởng bề rộng nhỉ, bề rộng làn có ảnh hưởng nhỉ? Bề rộng làn nó có tính trong công thức phân phối ngang không? Toàn có nhớ không? Bề rộng làn không à? Thế thì bề rộng làn này nó không ảnh hưởng. Ok, thôi kệ bỏ qua đi. Nhưng mà cái khoảng cách bánh xe này là nó có sự chênh lệch này, là cho nên là có sai số ở đây này. Đấy, ví dụ mà thầy có hỏi có sai số. Chọn grid beam, chọn nhóm dầm ngang này. Chọn moving load direction tức là hướng của xe, mình chọn cả hai phương cho nó nguy hiểm. Pick cái dần không, có nghĩa là dầm ngang này nó có tác dụng là phân phối tải trọng xe. Đấy, dầm ngang có tác dụng là phân phối tải trọng xe chứ không phải là xe đặt trên dầm ngang, hiểu không? Đấy, cái rốt beam tức là dầm ngang đấy, cái rốt là mặt cắt ngang đúng không, beam là dầm đúng không, cái rốt beam là dầm ngang đấy. Đấy, apply phát xem nó có báo lỗi không. Rồi che đỏ rồi, lỗi rồi, nó báo lỗi rồi. Đây này, unin rốt này, cái làn một này nó báo lỗi là không đặt trên cái dầm ngang, nó không giao nhau với dầm ngang, mệt mỏi thế đấy. Thế là mình mới ma số chỗ này, mình chuyển sang thành một. Bởi vì là chuyển sang thành một thì nó lại được. Làn một này, ví dụ chỗ này mình cho nó là một thì nó lại được này. Đây, apply phát. Đấy, nó lại được. Lúc này 0.85 lại không được. Mệt thế. Để thử làm lại phát nhá. 1 0.825 rod beam dầm ngang, picking phát. Pick này. Apply cái. Được rồi. Đây rồi. Ơn rồi. Rồi, thế là ngon rồi. Đây, tiếp tục là chỗ này làm làn 2. Làn 2 thì nó bao nhiêu là tính kiểu gì nhỉ? 5.4 đúng không? 5.4 trừ 0.825 bằng 4.575. Đấy. Cũng là dầm ngang, cũng pick rồi. Xóa cái này đi à. Pick này. Apply phát. Đây rồi, ok. Thế là ok rồi.
Ok, thế là xong hai cái làn này. Xong khi hai cái làn xong rồi thì đến lượt khai báo tải trọng xe. Xe thì vehicle này, standard này. Cái này mình theo tiêu chuẩn ATO 98 thì 25% này. Apply này. Tandem này, cũng 25% apply này, ok này. Close này, moving load cây này, trường hợp tải trọng này, add này. Chọn load cây này là không nó. Ơ, còn đó. À. Ừ, chỗ này các bạn bình thường đặt tên là gì? L93 à? À thế á? Không, cái này khác. Cái này không phải đâu, cái này là tổ hợp là này. Làm như này này. Đây là số làn tối thiểu là 0 này, số làn tối đa là 2 đúng không? Add hai cái làn này vào, tức là cho xe này chạy, một là nó chạy trên một làn, hai là nó chạy lên cả hai làn, ba là nó không chạy đến làn nào cả. Đấy, tối thiểu là 0, tối đa là 2. Đấy. Đây là trường hợp thứ nhất này. Tiếp tục add trường hợp thứ hai là setup cũng là chỗ này là 2. Cũng add hai cái làn này sang. Ok. Đấy. Chỗ này là hình như khác. Không, bên kia cũng giống thế thôi, nhưng mà chỗ bên kia là cái này này. Cái toàn nói là cái này này. Vehicle class này này. Mới là tạo thành các cái lớp tải trọng đấy. Nhưng mà lớp tải trọng này là có tác dụng là sau này mình ấy. Mình gì nhỉ? Tổ hợp vận tải theo bình thường. Nhưng mà theo cái cách này thì nó lại không phải định nghĩa cái này. Nó lại khác. Cái chỗ đấy. Một xe truck, một xe tandem. Mỗi xe đấy có thể chạy trên không làn, một làn hoặc hai làn. Đấy. Nó chỉ khai báo thế thôi, còn không phải khai báo cái vehicle class này nữa. Đấy là hả? Đấy, tiếp theo là cái đoạn phân tích giai đoạn thi công này thì nhanh. Giai đoạn thi công này thì mình làm theo thôi. Mình không đi thi công nên cũng chả biết. Construction test này, ở đâu? Đâu nhỉ? Vào chỗ nào nhỉ? Những cái giai đoạn thi công define construction test này, đây này. Đây. Đấy. À, đầu tiên là general này. Đặt tên giai đoạn này. Cách một cái, 1, 2, 3 đúng không? Mình đặt 3 giai đoạn. Ok này. Nó tạo thành 3 giai đoạn này. Giai đoạn 1 là mình modify phát. Giai đoạn 1 30 ngày. Hả? Đây. Giai đoạn 1 là 30 ngày này. À, xong khi làm xong là add vào đây này. Add vào đây xong rồi ở cái thẻ element này. Chọn tất cả này. À, chọn chỗ này 7 này. Bên này mình biết là all đúng không? Ôn tất cả rồi bài add một phát, tức là có nghĩa là mình đoán nó ý nghĩa như này là cái giai đoạn 1 này là trong vòng cái gì nhỉ? Nó diễn ra trong 21 ngày, 7 ngày này là hoàn thành công việc của dầm chủ và dầm ngang. Đấy, mình đoán là như thế. Tiến sang boundary thì gối. Chọn Deform, Add. Có cả dầm ngang nữa. Giai đoạn 1 là có dầm ngang luôn. Add thì có nghĩa là nó sao nhỉ? Bây giờ mình rất là khó giải thích. Nhưng mà trong này nó làm như thế. Thôi mình cứ tạm tin đi. Anh em cứ tạm tin nhá. Tạm tin. Cái giai đoạn 1 này là có phần load này thì chọn đây, trong này chọn dầm chủ, dầm ngang này, cáp dự ứng lực này, bản mặt cầu này. Đây. Dầm chủ này. Lực căng cáp này. Bản mặt cầu này. À, dầm chủ này thì mấy ngày đây này. Đây này khác. Dầm chủ này là first, cáp dự ứng lực là first, bản mặt cầu là 21. First này, add này. Cáp dự ứng lực là first luôn này, add này. Và mặt cầu là 21 này.
Add này. Thế là xong một giai đoạn này. Ok này. Tiếp theo chuyển sang giai đoạn 2 cũng modify này. Giai đoạn 2 thì chỗ này là 30 ngày. Chỗ này đo nhiêu đây nhỉ? Xem lại. Làm lâu không nhớ, 6. Giai đoạn 2 là 6. 6 này. Add vào đây này. Vào thẻ này là thẻ tải trọng. Load này. Chọn lan can với lớp phủ. Chọn lan can là first này. Chọn lớp phủ là 6 này. Tức là cái giai đoạn 2 này là nó muốn nói là cái lan can tôi làm trước, xong đấy tôi mới trải thảm, tôi mới thảm lớp phủ. Đó. Lan can nó làm trước xong rồi nó mới thảm lớp phủ sau. Ok, thế xong giai đoạn 2. Giai đoạn 3 thì dễ hơn. Ba thì sửa chỗ này thành 10.000 là được. Còn dưới này không có gì nữa. Dưới này là giai đoạn 1, giai đoạn 2 là định nghĩa rồi. Giai đoạn 2 là kế thừa thôi. Ô, cái chỗ này là như thế này à? 30 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 10.000. Ô, thế này là có nhầm nhỉ? Xem, à đúng không? Vẫn thế. Định nghĩa tiết kiệm giai đoạn thi công này. Đây, bây giờ mới có cái khoản này là tạo thành cái phân tách cái tiết diện này ra này. Phân tách cái tiết diện này ra. U liên hợp lúc nãy là mình bảo nó là có hai part, bây giờ nó bảo là đây tôi đang có hai part này thì ông chia ra đi, chia như nào thì ông chia đi. Là những cái phần tử nào thì có hai part này, đây là phần tử 101, 109 đến 109. Tất cả cái dòng chủ này. Đấy. Mình chọn giai đoạn 1 này. Chọn chỗ này là element này, ambient material này. Chỗ này cũng material này. Chỗ này là dòng chủ này. Cái này là bản mật khẩu này. Chỗ này là active để nguyên này, chỗ này là state 2 này. Là giai đoạn 2. S của cái này là 7 ngày. Cái này là 10 ngày. Cái này thì mình không hiểu tại sao nhưng mà thôi anh em cứ tạm tin đi. Vẫn thế, 1.52. Cái này là đầu tiên mình chạy là nó bị lỗi cái này. Nó bị lỗi cái này bởi vì mình nó không hiểu cái dầm chủ này, nó cái dầm này nó cao bao nhiêu. Nó không tự gán được, cho nên là mình phải gán. Cái này mình phải gán. Nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nó phải khác không, là một số khác không. Ở đây mình gán 1.52. 1.524 sao ấy nhỉ? 1.524. Apply này xong rồi này. Line này. Ok này. Already này, xong rồi này. Cái là định nghĩa xong này. Thiết lập thông số cho quá trình phân tích này. Close này. Thiết lập thông số cho quá trình phân tích analysis này. Construction state này. Cái này tích chọn mấy cái này này. Đâu? Đúng nhỉ. Nói chung mấy cái bảng này tích chọn gần hết. Gần như là để mặc định. À, có crack được. Chỗ này là mình để tất cả chỗ này là để grip and sync này. Hầu như là để mặc định trong này hết. Không phải có biết là có gì thay đổi à? Tendon này. Tendon chain này. Chỗ này mặc định hết. Ok này. Inter này, đúng nhỉ? Inter này, ok. Ok, đây là cái này là định nghĩa mấy cái thông số thôi, nó không quan trọng lắm. Đấy, ví dụ mình giải thích cái này thì time dependent có nghĩa là nó có tính đến có ngót với lại từ biến không thì bảo là có. Thì bảo là hỏi nó là tính có ngót hay từ biến thì mình bảo là tính cả hai. Đấy. Chỗ này là từ biến thì cái gì đây, mấy ngày đây này. Rồi gì đây, dưới này đại khái là mình rất là dễ hiểu dưới này thôi. Đây chỗ này là hình là mất mát ứng suất này. Cái này phải căng cáp xong mới có mất mát ứng suất. Tí chạy chắc là nó có thể là nó báo lỗi. Tiếp theo là lập thiết lập thông tin cho cái xe này. Đâu nhỉ? Đây, moving load này. Chọn
cái này là mặc định này, cái này là thay đổi một chút.